Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đầu tư Tiền Điện Tử là Phong đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem về Bitcoin nha chị nha. Thì trong tối ngày hôm qua chúng ta đã có tin tức về CPI và chúng ta đã thấy được những cái phản ứng giá, nó đã tạo ra những sự biến động khá là lớn ở trên thị trường crypto này. Thì như anh chị thấy là chúng ta đã rơi từ cái vùng giá là khoảng 38.001, gần 38.002 anh chị ha. Chúng ta rơi vào cái vùng giá là 34.500. 34.500 thì tức là chúng ta đã giảm khoảng 10% từ cái vùng đỉnh 38.000 đô vừa qua chúng ta tạo ha, chúng ta đã âm được là 10%. Nhưng mà có một cái chúng ta cần phải quan tâm ở đây, ở ngay tại thời điểm này á, là gì? Là trước đó chúng ta kỳ vọng rằng là sau những cái tín hiệu mà nó suy yếu và những lực tăng ở cái vùng giá là khoảng 37-38.000, và kèm theo đó là nó đang từ chỗ ở cạnh trên line này, chúng ta chờ đợi cái tình huống là nó sẽ chạm đến ha, nó từ chối về cái cạnh dưới cái đường hỗ trợ của chúng ta ở trong kênh giá tăng này. Thì ngay tại thời điểm này chúng ta đang thấy một cái dấu hiệu rằng là volume đang giảm nha anh chị. Tức là sao anh chị? Là những cái lực bán nó vẫn chưa thể gọi như là đẩy giá đi quá nhanh ngay tại thời điểm này ha. Ngay tại thời điểm này chúng ta chưa bị đẩy giá đi quá nhanh. Và nếu như anh chị nhìn qua cái Fixed Trend Volume Profile để chúng ta xác định về kháng cự và hỗ trợ theo volume á, sẽ kéo tại thời điểm hiện tại và kéo ngang ra, thì anh chị thấy rằng chúng ta đang chạm chính xác ở ngay cái ngưỡng POC, Point of Control, và ở đây là cái nơi mà có cái lưu lượng volume rất lớn. Ở trong thời gian vừa qua thì ngay tại vùng này thì nó cũng đã tạo ra một cái cú hích mạnh lên. Và khi mà chúng ta quay trở lại đây một lần nữa thì chúng ta thấy là nó cũng rút cái râu lên nha chị nha. Tức là ở cái khu vực này vẫn đang có rất nhiều anh chị em ngoài kia, những anh em trader ngoài kia vẫn đang cố gắng để long ở cái khu vực này lên rất nhiều nha anh chị, bởi vì người ta thấy đây là khu vực hỗ trợ. Thì cái vấn đề long của họ cũng không có thể nào là gọi là sai được, bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào cluster đi anh chị, thì khi mà nhìn vào cluster chúng ta thấy rằng là thì ở khung thời gian 4 giờ chúng ta đã đến cái ngưỡng qua bán. Có nghĩa là trong ngắn hạn á, thì nó vẫn có thể là xảy ra cái tình trạng là nó quay trở lại cái kênh giá tăng trước đó của nó. Nó quay trở lại kênh giá tăng một lần nữa, nó vẫn có thể xảy ra, bởi vì là chúng ta đang thấy những dấu hiệu là có thể phục hồi và volume bán đang không có gọi như là được cung ra thị trường quá nhiều. Cho nên chúng ta thấy được cái yếu tố là chúng ta vẫn có thể là hồi được ở trong ngắn hạn hả chị. Đó, và ở trong dài hạn hơn một tí thì như thế này. Ví dụ như ở khung ngày đi anh chị. Khi anh chị nhìn ở khung thời gian là khung ngày thì cái mà chúng ta đang chờ nó đang xảy ra rồi ha. Đầu tiên như chúng ta thấy là gì? Chúng ta đã chạy từ quá bán trong thời gian vừa qua, chúng ta lên tới khu vực quá mua. Đó, chúng ta lên tới khu vực quá mua một cái cú tăng rất là hoàn chỉnh, đúng không ạ? Và sau khi mà từ quá mua chúng ta đang điều chỉnh về thì hiện tại nó đang vượt qua cái ngưỡng là khoảng 70%. Và đây là một tín hiệu cho thấy rằng là những ngày tới, những cây nến ngày tới nha chị nha, là những cây nến rất quan trọng, bởi vì là này quyết định cái yếu tố rằng là ở khung ngày nó có thể là điều chỉnh tới đâu. Nếu như mà trong thời gian là khoảng 4 đến 5 ngày nữa, trong đầu tuần sau đi, mà chúng ta xuất hiện ra những cây nến gọi như là xấu đi về lực bán, mà nó được sinh ra thêm, volume bán nó tăng lên thêm á ở khung ngày, thì cái tỷ lệ mà chúng ta đi từ quá mua xuống tới quá bán nó sẽ sinh ra, và chúng ta sẽ thấy được những cái sự điều chỉnh nó có thể là xảy ra ở trên thị trường nha anh chị nhé. Đó thì đối với khung ngày chúng ta vẫn sẽ phải chờ thôi, bởi vì là 4 giờ chúng ta đang có một cái độ trễ nhất định của thị trường rằng là nó đang có cái khả năng để phục hồi lên. Cho nên là thời điểm hiện tại nếu như anh chị đang muốn short ngay tại khu vực này thì hãy cẩn trọng nha. Nó có thể là gia tăng thêm một cái lực mua lên nữa. Thì anh chị cứ bình tĩnh, thời gian tới chúng ta sẽ cùng cập nhật ở trong ngắn hạn sau. Thời điểm hiện tại cái góc nhìn là như vậy, và chúng ta vẫn có cơ hội để phục hồi lên một nhịp nữa trước khi chúng ta rơi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói đến Bitcoin một tí nha anh chị nha, về những cái hành vi giá của nó ở trong thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ xem qua cái chart mà hôm bữa chúng ta đã phân tích cùng nhau ở khung thời gian ít nhất là khung ngày. Trong thời gian tới nếu như anh chị muốn đầu tư về crypto và cũng như là chưa biết là chúng ta nên đầu tư như thế nào và cũng như là DCA trong dài hạn ra sao á, thì anh chị có thể xem qua một cái tính năng rất là hấp dẫn ở trên sàn giao dịch CoinS ha. Đó là chiến lược giao dịch nha anh chị. Anh chị có thể là sử dụng nó khi mà anh chị đăng ký tài khoản dưới đường dẫn của team. Và anh chị vào đây á, khi mà anh chị thấy được là chúng ta sẽ có hai cái option, một là kế hoạch đầu tư tự động, hai là spot trade. Được, thì đối với những anh em này không có nhiều thời gian để xem chart, để xem vùng giá để đầu tư ở trong dài hạn, thì anh chị có thể là xem qua kế hoạch đầu tư tự động này. Anh chị có thể là mua theo ngày, theo tuần, theo tháng với những cái đồng coin mà anh chị lựa chọn ha anh chị, thì nó sẽ tự động mua cho anh chị ở trong một cái thời gian nó dài và theo cái khoản vốn mà anh chị đề ra ở trong cái mục đầu tư của mình. Và ngoài ra anh chị có thể là xem qua một cái là spot grid. Thì đối với spot grid này thì anh chị có thể là trading, có thể là giao dịch ở trong một cái lưới giá ha, ví dụ như là từ Bitcoin từ 20.000 cho đến 30.000, thì anh chị có thể là giao dịch ở trong đó, và nó sẽ là một cái combo vậy, như một cái combo vừa mua vừa bán cho anh chị ở trong đó, và có thể là sinh ra lợi nhuận cho anh chị ở trong dài hạn hơn. Thì đây cũng là một trong hai cái cách đầu tư nữa mà anh chị em người mới muốn khám phá. Và nếu như anh chị muốn sử dụng qua những cái tính năng này thì anh chị có thể đăng ký
ủng hộ team một cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung tiếp theo video ngày hôm nay. Để chúng ta xem xét về những cái tình huống hiện tại này chúng ta nên mua hay không. Thì thật sự ra mà nói là trong xuyên suốt cái thời gian dài vừa qua, chúng ta đã phân tích rất là nhiều, từ 69 đến 42 đến 28, thậm chí là đến 23. Chúng ta phân tích rất là nhiều về những cái sự giảm giá, và kể cả là trong cái vấn đề mà tăng giá ở từ đầu năm nay thì chúng ta cũng đã bàn đến rồi, mà chúng ta không nghĩ đến cái trường hợp rằng là nó tăng gần đến cuối năm. Chúng ta không nghĩ đến cái trường hợp là từ 2023. Trong năm ngoái thì chúng ta có livestream nói với nhau khá rõ cái vấn đề là đầu năm 2023 sẽ có sự phục hồi, ít nhất là trong quý 1. Đúng không ạ? Ít nhất là trong quý 1, và không ngờ là nó kéo dài đến quý 4 năm này. Một sự phục hồi rất là đáng kể. Và trước đó thì chúng ta cũng đã bàn đến những cái câu chuyện rằng là giá nó có thể điều chỉnh hay không. Thì thật sự là cái gì tăng rồi thì cũng phải điều chỉnh thôi. Và em nói thật với anh chị rằng là thời điểm này em vẫn không muốn mua bất cứ, không muốn nhập hàng bất cứ cái thứ gì ở khu vực giá này. Em đã mua 24-25 ngàn. Em đã mua 24-25 ngàn thì không có lý gì mà em mua thêm hàng ở ngay khu vực này cả. Thời điểm này là thời điểm người ta đang chốt lời anh chị. Thật sự là như vậy. Người ta đang chốt lời. Và đối với những cái anh em mà vẫn đang theo dõi về cái tin tức ETF, thật sự tin tức về Bitcoin ETF nó rất là tốt cho thị trường crypto này. Nhưng có một cái nó không tốt là gì anh chị? Đó là nó sẽ tạo ra cái tâm lý cho đám đông rằng là mọi người sẽ FOMO nhau. Mọi người sẽ nghĩ rằng là giá sẽ tăng lên nhiều. Và thị trường này nó không có quyết định bởi một yếu tố là Bitcoin ETF. Anh chị hãy lưu ý như vậy ha. Bitcoin nó đã tồn tại ở trong cái thị trường này rất lâu rồi. Mỗi năm đều có những tin tức kể cả tốt kể cả xấu, nhưng mà cuối cùng Bitcoin nó quyết định từ đâu anh chị? Nó quyết định từ market anh chị ha. Market nó muốn tăng thì nó sẽ tăng thôi, nó không có theo bất cứ một cái tin tức nào cả. Tin tức chỉ là bổ trợ cho những con sóng tăng, anh chị lưu ý là như vậy. Và khi mà tin tức nó chưa ra thì anh chị cũng đừng quá FOMO anh chị ha. Và nếu mà nói thực tế ra Bitcoin ETF đi, bây giờ em nói thật, ví dụ như có 10 cái đơn Bitcoin ETF ở bên Mỹ đi, 10 đơn như vậy, thì ví dụ như là khoảng 2-3 cái đơn đầu thì mọi người sẽ cảm thấy một cái tin rất là chấn động là Bitcoin ETF được duyệt. Nhưng mà sau đó cứ hàng ngày hàng tháng nó cứ ra 1-2 cái Bitcoin ETF, 1-2 cái Bitcoin ETF được duyệt, thì anh chị cứ nghĩ rằng đi, thì anh chị cứ suy nghĩ rằng là sau này liệu rằng cái tin tức Bitcoin ETF nó còn ảnh hưởng đến thị trường nhiều hay không. Ở trước mắt thì nó có ảnh hưởng, nó đang ảnh hưởng luôn rồi, nhưng mà ở trong thời gian dài đi, ví dụ như là bây giờ Fed nó ra những cái luật lệ nó khó khăn hơn dành cho Bitcoin ETF, hay là nó có những quyết định là từ chối Bitcoin ETF đi, thì ai là cái người chịu rủi ro anh chị? Chính anh chị, những anh em nào đang FOMO ở thời điểm hiện tại á, sẽ chịu rủi ro. Và em nói tới đây á, thì mọi người sẽ có rất là nhiều suy nghĩ. Chắc chắn là khi mọi người nghe em nói tới đây là sẽ mày biết cái gì mà nói, rồi mày có đầu tư, mày có mua được đồng này hay không. Em có mua hàng, em có gom hàng, nhưng mà em sáng suốt chứ không phải là em theo tin, đúng không ạ? Đó, tin tức có thể là xảy ra ở năm sau lận mà. Chúng ta đâu có biết chắc được là ở trong tháng 11 và 12 tới này nó có những chuyển biến gì có thể là xấu cho thị trường hay không, đúng không ạ? Và đối với em thì dù là Bitcoin có tăng lên thì em sẽ canh để em chốt lời thôi. Chứ em không có canh để em gom quá nhiều ha. Em chỉ gom nếu như tại thời điểm này Bitcoin điều chỉnh xuống, ví dụ như là về 30-31 ngàn, em có thể là gom khoảng 50% ở trong tổng vốn. Nếu như Bitcoin rơi về tiếp 23 ngàn, em sẽ gom tiếp. Thay vì là em gom ở 37-38 ngàn, gom làm cái gì, đúng không anh chị? Khi mà trước đó chúng ta có quá nhiều cơ hội 24-25 ngàn đó, thậm chí là 19-20 ngàn ở trong cái thời gian đầu, thì cái khúc này em không gom được bởi vì là em đang bận việc. Ở trong thời gian đó là em đang bận rất là nhiều việc. Nhưng mà cái sự dự đoán của em ở trong đó, nếu như anh chị đã theo dõi em lâu rồi, mọi người đều thấy là em dự đoán về tới đây và hồi lên, đúng không ạ? Theo cái sóng ABC ở trước đó ha, theo cái sóng ABC ở trước đó thì anh chị thấy là cái câu chuyện đó nó đã xảy ra. Và thời điểm này nếu như để mà chính bản thân em, ví dụ em cầm 10.000 đô, 20.000 đô, 30.000 đô để em mua ở 37-38 ngàn, thì đó là không. Câu trả lời của em là không, em sẽ không mua ở cái vùng giá này. Nó giống như cái thời gian trước đó thôi. Mọi người đều có những cái suy nghĩ rằng là vẫn tăng trưởng được khi mà giá cả chạy từ 69.000 đô về dưới cái vùng 32-34 ngàn và tăng lên. Thì lúc đó mọi người vào đây nè, nó sẽ tăng tiếp. Đúng không? Anh chị cứ nhớ là cái giai đoạn cũ đi, mọi người chửi em rất rất nhiều ha. Mọi người chỉ có chửi thôi, mọi người không chịu lắng nghe luôn. Đó thì anh chị thấy là từ 40 mấy ngàn nó rơi một phát về 29-28 ngàn. Thời điểm đó chắc cả thị trường mọi người đều đang bullish. Em nói thiệt với mọi người luôn, cái thời điểm mà nó rơi từ 42 ngàn xuống, rất là nhiều người đang bullish. Bởi vì là mọi người vẫn chờ đợi một cái hy vọng rằng nó sẽ 100.000 đô ở trong cái năm 2022. Đó. Và sau khi nó rơi xuống 29-28 ngàn, mọi người lại kêu cái này là nó đang gọi như là về hỗ trợ thôi, và nó vẫn có thể là tăng tiếp.
Và tiếp tục là sao anh chị? Mọi người lại chửi hay bởi khúc này và tiếp tục nó rơi. Cho đến cái lúc mà nó rơi tới cái phạm vi 18.000 rồi, nó vòng lên tới 23, 25.000, mọi người lại kêu uptrend rồi. Cỡ mấy nó cũng sẽ tăng. Nó cũng lại chửi. Có nghĩa là em chịu đựng những cái vấn đề là bị chửi liên tục từ vùng giá 69.000 cho đến vùng giá 15, 16.000. Mọi người đều là chửi. Ha. Mọi người đều là chửi cả. Và kể cả đến cái lúc mà Bitcoin nó hồi lên, mọi người cũng chửi nữa. Nói chung là thị trường này á, em không biết là sao, nhưng mà ở nước ngoài thì họ rất là văn minh, họ rất là lịch sự, chứ không có kiểu như là vô Việt Nam mình vô là thấy anh em phân tích là chửi đâu. Và cũng như là ở đây em chia sẻ luôn, đây là góc nhìn cá nhân của em anh chị nhé. Đây là góc nhìn cá nhân của em, và em chỉ chia sẻ rằng là em sẽ mua ở đâu thôi. Còn cái vấn đề anh chị muốn mua ở 38.000, hay anh chị muốn mua ở 40.000, hay anh chị muốn mua ở bất kỳ nơi đâu, thì đó là khoản vốn của anh chị. Em không quan tâm tới cái vấn đề là anh chị lời hay lỗ ở tại cái khoản vốn của anh chị, bởi vì là anh chị mua, quyết định là của anh chị, đâu phải là quyết định của em, đúng không ạ? Và nếu như bây giờ Bitcoin nó có rơi xuống 23.000, em có gom đi thì lợi là lợi cho em, cũng trả lợi cho ai cả. Và nếu như mà Bitcoin nó tăng luôn đi thì lỗ là lỗ ở em, lỗ ở đây là lỗ cơ hội. Lỗ một cái phần cơ hội về vùng giá thôi. Em cũng chả rất coi như là bị ảnh hưởng gì quá nhiều, bởi vì là nếu như nó đã xác định nó tăng ở trong bull run rồi thì anh chị cứ nghĩ đi. Ở mùa bull run có một vài anh em vừa rồi mới có hỏi em là ở trong bull run đó thì mọi người thấy như thế nào, thì cái câu trả lời của em rất là đơn giản thôi. Tối hôm qua mua, sáng hôm sau tăng trưởng, sáng hôm sau chốt lời luôn, nhiều khi là như vậy, ít 5 ít 10 bình thường ở trong một đêm. Đó, và ngày nào ở trong bull run thì anh chị cũng thấy là túi mình lúc này cũng đầy tiền cả, bởi vì là mình cứ mua là mình sẽ lời, mình cứ mua là mình sẽ lời, mà quan trọng là biết chốt lời ở thời điểm này hay không thôi. Đó là cái vấn đề, đúng không anh chị? Đó, thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng là nó cũng tạo ra những cái sự phục hồi, nhưng mà phải nhìn nhận chung một cái góc nhìn là chúng ta vẫn đang tạo ra một cái đỉnh sâu thấp hơn. Chúng ta chưa tạo ra một cái đà tăng trưởng thật sự tốt ở thời điểm này, và khi mà nó đã tăng quá nhiều rồi, em nói lại lần này là lần thứ N luôn rồi anh chị. Khi đã tăng quá nhiều rồi thì cần sự điều chỉnh. Và cái vùng điều chỉnh như anh chị thấy, nếu em kẻ một cái fibo thoái lui ở đây, rất đơn giản anh chị, 21 đến 24.000 đô. Đây sẽ là cái vùng đệm rất 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 đẹp để em gom thật là nhiều để mà canh một cái đà bull run lên. Đó. Đây là cái phương án của em, của chính bản thân em dành cho em thôi nha. Còn anh chị nghe có hợp lý hay không thì tùy anh chị. Còn anh chị chửi em hay như thế nào đó thì anh chị cứ chửi đi. Càng chửi càng tốt đó. Và khi mà anh chị chửi xong, ví dụ như giá có về 23.000, quay lại chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Không sao cả, bởi vì khi mà đã làm YouTube rồi thì cái vấn đề mà chửi qua chửi lại, tranh cãi thì cái đó là mình phải chấp nhận và mình phải nghe hàng ngày thôi. Nhưng mà em đang chỉ ra cái góc độ về tâm lý cho anh chị. Cái góc độ về tâm lý theo đám đông ấy, mọi người đều FOMO ở 69 như chúng ta nói này, mọi người đều FOMO ở 42, mọi người đều FOMO ở 28, và mọi người luôn luôn bullish, mọi người luôn luôn muốn thấy nó tăng trưởng bởi vì mọi người ôm hàng, đúng không ạ? Và market thì nó thấy anh chị gom hàng thì nó phải xả thôi, nó xả cho anh chị sợ. Đó, ví dụ như thời điểm này em nói thiệt luôn, nếu như anh chị đang gom 38.000, nó rơi một phát, ví dụ anh chị gom ở đây 10.000 đô đúng không ạ? Nó rơi ví dụ như về 23-24.000 thôi, nó âm 33%. Là anh chị đã thấy gọi như là hơi căng căng tim rồi đúng không ạ? Âm 3.000 đô, 3.300 đô là hơi căng căng cái tim mình rồi. Đó. Thì mọi người sẽ có những cái chiều hướng về tâm lý ở trong thời gian tới. Có người sẽ cảm thấy là nó rơi ví dụ như 20-30%, ồ chết cha rồi, DCA thêm. Đó là một cái nhóm người tốt, bởi vì là họ có rất là nhiều vốn và họ có thể là DCA thêm. Nhưng mà có những cái nhóm người ví dụ như là vốn ít đi, người mới đi, không biết gì cả, ví dụ như nghe mọi người bullish lên cứ vào mua ở 38.000 đô. Và nếu như cái trường hợp mà nó xảy ra cái tình trạng điều chỉnh xuống 23.000, và những cái người mới mua ở vùng 38.000, có phải là họ không còn vốn để mua thêm và có thể là tâm lý của họ sẽ không vững? Anh em ở trong thị trường này 3, 4, 5 năm, ok, thì mọi người đã có một cái tâm lý rất là vững rồi. Nhưng những anh em mới vào thị trường ví dụ như là nửa năm, vài tháng hay là vài ngày, vài tuần và ở đây mà thấy anh em lúc nào cũng bullish và lúc nào cũng kêu là mua đi, họ theo cái tâm lý đám đông đó, họ mua vào và họ chết, đúng không? Và nếu như anh chị em là người mới ở đây thì anh chị hãy lưu ý rằng cơ hội ở trên thị trường này nó luôn có, trừ khi Bitcoin nó chết thôi. Cho nên là đừng có sợ thiếu cơ hội anh chị, đừng có sợ thiếu cơ hội, nó rất là nhiều cơ hội để anh chị kiếm được tiền, để anh chị kiếm được tiền. Nếu như anh chị quá giàu với cái mức mà tiêu thụ, ví dụ như một tháng anh chị kiếm được khoảng 100.000-200.000 đô, anh chị có thể là tức tay. Anh chị gom thật là nhiều, tháng anh chị gom mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, không ai nói gì cả. Nhưng mà anh chị đi làm bây giờ anh chị kiếm một tháng ví dụ như 20-30 triệu. 20-30 triệu mà anh chị muốn gọi như là phân bổ vốn ra thì anh chị phải suy nghĩ, phải đắn đo về vùng giá, chắc chắn là như vậy.
Còn nếu như anh chị quá giàu thì chúng ta không nói được vấn đề đó. Anh chị quá giàu thì anh chị cứ gom thoải mái, em không dạy cách người giàu xài tiền ha. Em chỉ đưa ra những cái cơ hội để ví dụ như những anh em nào ít vốn và muốn đầu tư và sinh lãi trong thời gian tới thì hãy cẩn thận thôi. Và tất cả những góc nhìn từ nãy đến giờ em chia sẻ với anh chị đều là góc nhìn cá nhân thôi, và anh chị hãy đưa ra cái quan điểm của mình ở dưới phần mô tả này, và nếu có chửi bới gì thì cứ thoải mái ha. Em luôn luôn đón nhận những vấn đề đó từ anh chị để em xem thử là cái tâm lý thị trường hiện tại ra sao, và kể cả thời gian vừa qua. Đây anh chị nè, em có tạo một cái poll ở trên Twitter anh chị ha. Bạn nghĩ Bitcoin sẽ chạm vùng giá nào trước, thì anh chị thấy là có khoảng 50 vote thôi, thì cái nick của em nó cũng không có gọi như là lâu đời ấy, cho nên ít ít người quan tâm đó. Nói chung là khoảng 40.000 đô thì có khoảng 74% anh em anh chị thấy không ạ? 74% có nghĩa là cái đám đông họ đang FOMO về cái vùng giá là 40.000 đô ha, và chỉ có khoảng 26% là chỉ về cái vùng giá là 33.000 đô thôi. Anh chị thấy không ạ? Đây là một cái góc nhìn để anh chị có thể là thấy rằng trading hay là đầu tư nó đều là một canh bạc cả. Quan trọng là anh chị phân bổ vốn ra làm sao thôi. Thì để xem thử là cái phương án mà khi mà mọi người đang chọn giữa 40 và 33 nó lịch cao như thế này đó, thì bên này sẽ thắng nha anh chị nha. Và em nghĩ rằng market nó sẽ chọn về cái bên ít hơn thôi. Bởi vì là đám đông mà đi vào cái vùng 40.000 thì nó sẽ cho liquidity hết, và trong tối qua thì cũng khoảng hơn 200 triệu đô. Những cái lệnh long short bị thanh lý đó anh chị, cho nên là thời điểm này những cái thời điểm rất là nhạy cảm khi anh chị trading cũng vậy thôi. Giống như hồi nãy chúng ta nói về ngắn hạn thì hãy đợi những cái tín hiệu nó xác thực đã, hãy chậm lại một tí nha anh chị nhé. Và em vẫn kỳ vọng là chúng ta sẽ có những mức giá tốt hơn dành cho những anh em mà đang vẫn muốn gọi như là gom thêm hàng ở trong thời gian tới sẽ đạt đến. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ gọi như là phân tích và cập nhật đến đây thôi, và đó là những cái kế hoạch đầu tư của em và trading của em ở trong thời gian tới. Thì anh chị đừng quên là nếu như anh chị thấy những cái nội dung này mà nó mang lại những giá trị cho anh chị, ví dụ như là anh chị thời gian vừa qua đầu tư với em mà nó có lời đi, hay là anh chị đầu tư nó an toàn hơn, anh chị ít rủi ro hơn, thì anh chị đừng quên là để lại nút like và nút đăng ký ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nha. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị em đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.